Và quý vị có Kinh Thánh xin vui lòng mở ra trong Philip chương thứ 3. Chúng ta thấy rằng trong đoạn Kinh Thánh này, Phaolô có nói đến ba cái lỗi lầm về sự cứu rỗi mà người ta thường vấp phải. Cái lỗi lầm thứ nhất là một người nghĩ rằng tôi tốt đủ, thánh thiện đủ, không cần đến Đấng Christ. Từ câu 1 đến câu 11, sứ đồ Phaolô đã phủ định rằng việc lành đem lại sự cứu rỗi. Có những người Do Thái, những người thiên về Do Thái giáo khăng khăng rằng giữ một số các kinh luật trong Cựu Ước thì mới được sự cứu rỗi. Điều này có nghĩa là sự cứu rỗi lệ thuộc vào con người. Và ông Phaolô nói rằng nếu mà theo cách đó thì ông là một người vượt trội hơn tất cả mọi người. Nhưng mà ông khám phá rằng sự cứu rỗi không qua cái lối đó. Như ông đã làm chứng cho vua Agrippa trong công vụ đoạn 26 câu 2 đến câu thứ 29. Và trong cái đoạn Kinh Thánh đó từ câu 2 đến câu thứ 6, ông đã liệt kê 7 cái nét xuất sắc của ông. Nhưng mà tất cả những cái điều đó không có bảo đảm cho ông được sự cứu rỗi. Và cái câu hỏi mỗi người phải tự hỏi mình rằng tôi có tội không? Và theo câu trả lời trong lời Chúa trong Roma đoạn 3 câu 23 thì mọi người đều đã phạm tội. Quý vị có nhận mình có tội không? Trước mặt Chúa chúng ta đều là người có tội. Và người có tội thì phải chịu hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. Muốn được cứu thì hình án của tội phải được trả. Không ai có thể cậy công đức của mình, những việc lành của mình để mà được vào thiên đàng. Vậy ông đã giải quyết cái lỗi thứ nhất. Bây giờ lỗi lầm thứ hai mà ông được nói đến trong câu 12 đến câu thứ 16 mà chúng ta có đã học cái đoạn Kinh Thánh này trong 2 tuần qua là tôi đã được cứu rồi cho nên tôi không cần phải làm gì nữa. I'm safe, I don't need to do anything else. Nhưng mà thưa quý vị, điều đó không đúng. Một số người tại Philip nghĩ rằng họ đã đạt đến tất cả những gì cần phải đạt được rồi, những gì mà đã được đòi hỏi rồi, cho nên họ dậm chân một chỗ và không có tiến tới trong đời sống của người theo Chúa. Nhưng mà thưa quý vị, đức tin năng động, đức tin được thể hiện qua hành động là cái điều cần thiết cho đời sống của người theo Chúa. Gia Cơ nói rằng có đức tin mà không được thể hiện qua hành động thì chẳng ích gì, đức tin nó chẳng cứu được ai cả. Và Phaolô cảnh cáo về cái mối nguy hại của việc không có chịu vươn tới để trở nên giống Chúa Giêsu Christ trong sự thương khó và sự chết của Ngài, cũng như kinh nghiệm được sự quyền năng phục sinh của Chúa. Và chúng ta biết rằng chúng ta phải nhắm Chúa Giêsu Christ là mục đích để mà tiến tới. Và cái lỗi lầm thứ ba được nói đến trong câu 17 đến câu 21 là linh hồn mới là đáng kể, còn cái thể xác này thì không cần thiết. Có một số các giáo sư giả cho rằng linh hồn thì là thiện lành, nhưng thể xác thì là gian ác. Và họ lập luận rằng nếu mà cái lòng của bạn tốt thì bạn sống sao cũng được. Và cái quan niệm đó đưa đến cái sự buông thả theo nhục dục hoặc là quá khắt khe với thân xác của mình. Và lời của Chúa dạy rằng cái thái độ bên trong là quan trọng, nhưng cái hành động bên ngoài cũng không kém quan trọng. Những người sống theo nhục dục là kẻ thù của thập tự giá Đấng Christ. Và chỉ những người nào là công dân của thiên đàng thì mới được cứu. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm về cái điều này qua cái đề tài thứ ba là đường đi và đích đến. Có 2 con đường và có 2 đích đến. Con đường thập tự giá, chật và hẹp nhưng dẫn đến sự sống. Con đường thế gian rộng rãi, khoảng khoát, dễ đi, nhưng mà cuối cùng của nó là sự chết. Và sứ đồ Phaolô kêu gọi chúng ta hãy noi theo gương của ông thay vì noi theo những gương của những người sống theo thế gian. Xin kính mời quý vị cùng tôi theo dõi lời Chúa trong Philip đoạn 3 câu 17 đến câu 21. Thưa anh em, hãy cùng nhau bắt chước tôi và hãy chú tâm đến những người sống theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều này với anh em, bây giờ tôi lại khóc mà nói nữa. Có nhiều người đã sống như kẻ thù của thập tự giá Đấng Christ. Kết cục của họ là hư mất.
Họ lấy bụng mình làm chúa mình, lấy xấu hổ làm vinh quang và chỉ nghĩ đến những việc thế gian. Nhưng chúng ta là công dân trên trời. Từ nơi ấy chúng ta trông đợi Chúa và cứu Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể thấp hèn của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, dùng quyền năng khiến muôn vật quy phục Ngài. Xin chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa Thánh là Cha của chúng con. Chúng con xin Cha Ngài soi sáng mỗi lòng của chúng con qua lời của Ngài. Xin Cha Ngài giúp cho chúng con hiểu rõ được con đường chân lý, con đường của sự cứu rỗi, con đường của sự công chính, để dắt chúng con đi trong đường ngay lẽ phải. Xin Cha Ngài cho chúng con được dạy dỗ bởi Chúa Thánh Linh, để chúng con không có đi sai lạc, nhưng cho chúng con nhắm Chúa mà tiến tới. Lạy Chúa, xin Ngài cai trị trong thời giờ này, để những lời nói của môi miệng con và sự suy gẫm của lòng chúng con được đẹp ý Cha. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, qua đoạn Kinh Thánh này chúng ta thấy có hai điều là đường đi, tức là những cái mẫu mực để chúng ta có thể noi theo. Và ở đây chúng ta thấy có hai cái gương, một cái gương tốt và một cái gương xấu. Cái gương tốt được nói đến ở trong câu thứ 17. Thưa anh em, hãy cùng nhau bắt chước tôi và hãy chú tâm đến những người sống theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng hãy cùng nhau bắt chước tôi. Đây là một cái cụm từ rất là ngộ, hay là trở nên những người cùng nhau theo gương của tôi. Trở nên những người cùng nhau theo gương của tôi. Cái cụm từ này liên hệ tới những cái câu mà chúng ta đã học trong tuần, hai tuần trước, tức là theo đuổi cái mục tiêu. Và chúng ta đang ở trong cái mức nào trong đời sống tâm linh thì chúng ta cũng cần phải tiến lên, tiến tới và trở nên giống Chúa Giêsu Christ trong sự thương khó của Chúa, trong sự chết của Chúa, và trở nên giống như Chúa. Chúng ta trông mong chúng ta sẽ gặp Chúa và được biến hóa để trở nên giống như Ngài. Và đây là cái chỗ duy nhất mà sứ đồ Phaolô dùng cái danh từ những người đồng bắt chước. Và chúng ta là những người đồng bắt chước Phaolô như ông bắt chước Đấng Christ. Ông kêu gọi chúng ta hãy kết hiệp với nhau để noi theo gương của ông. Họ không bắt chước ông một cách riêng lẻ, nhưng mà đứng chung với nhau để mà khích lệ nhau noi theo gương của Phaolô. Họ là những người theo đuổi mục tiêu và trở nên giống Chúa trong sự chết và sự sống lại của Ngài. Cách tốt nhất để chúng ta học Chúa là chúng ta bắt chước theo những người bắt chước Chúa. Người Việt chúng ta có câu nói rằng học thầy không thầy học bạn. Đó là ông thầy đứng ở trên bảng giảng bài, nhưng có những lúc mình không hiểu thì mình quay sang bạn mình hỏi chỗ này như thế nào. Nhiều khi chúng ta thấy cái gương của Chúa quá lớn, chúng ta nói không ai làm được. Nhưng mà khi chúng ta thấy có những người nói theo gương của Chúa thì chúng ta được thúc giục để có thể nói theo gương của Ngài. Và sứ đồ Phaolô không phải chỉ nói một mình ông, nhưng mà ông nói đến gương của những người khác nữa. Vì thế chúng ta cần có những cái gương để mà chúng ta noi theo, phải không quý vị? Và cái cách tốt nhất để đào tạo tín đồ cho Chúa Cứu Thế Giê-xu là gần gũi với những người đó và sống theo gương của những người đó. Một người muốn chơi một cái bộ môn nào, như vừa rồi tôi có gặp một anh tên là Họ Lý, xin lỗi. Và anh chơi đánh bên bông rất là hay. Và anh là người giỏi thứ hai ở tại cái thành phố Austin. Nhưng mà anh cũng là huấn luyện viên cho cái người giỏi nhất nữa. Hay là như vậy. Và anh phải, khi mà huấn luyện viên thì sao, phải tập từng cái bước, từng break it down, từng cái step để mà cách đánh như thế nào. Và nghiên cứu những cái cách đánh mới. Và rất là giỏi. Anh huấn luyện cho người khác để mà có thể đánh quần vợt. Một người huấn luyện viên chỉ cho cái vận động viên cách nào để thực hiện một cái động tác bằng cách làm mẫu cho người đó.
thì chúng ta cũng cần có những người làm mẫu cho chúng ta trong đời sống tâm linh. Chúng ta phải đào tạo tín đồ cho Chúa. Như vậy chúng ta cần có những người đào tạo viên. Những người này sẽ huấn luyện cho chúng ta trong đời sống bước đi theo Chúa. Và xin quý vị, các anh chị hãy cầu nguyện để Chúa dấy lên trong hội thánh Chúa tại đây có những người huấn luyện viên thuộc linh. Những người này chỉ làm một điều là nhắm mục đích là Chúa Giê-xu để tiến tới và làm mẫu cho người khác để cùng thực hiện cái điều đó. Chúng ta cần, nếu hội thánh Chúa không có những huấn luyện viên thì chúng ta sẽ không có thể tiến tới được. Chúng ta cần có những cái gương sáng, những người bước đi theo Chúa, hầu vì Chúa, thuận phục Chúa, và chúng ta cần những người đó. Sứ đồ Phaolô là một người huấn luyện viên. Ông là một người làm mẫu, làm gương để cho những người khác noi theo. Và ông nói rằng anh em hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Đấng Christ. Trong Philip đoạn 4 câu 9 thì ông nói như thế này: những gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở với anh em. Trong Corinto nhất đoạn 4 câu 16 thì ông nói rằng: vậy tôi nài khuyên anh em, hãy bắt chước tôi. Rồi kế đến ở trong Tê-sa-lu-ca nhất đoạn 1 câu 6: anh em đã theo gương của chúng tôi và của Chúa, vì anh em đã tiếp nhận đạo giữa nhiều hoạn nạn với niềm vui của Thánh Linh. Ở đây anh em đã noi theo gương của tôi và của Chúa và tiếp nhận đạo giữa nhiều hoạn nạn với niềm vui của Thánh Linh là sao? Là Chúa Giê-xu vì cái niềm vui ở trước mặt mà sẵn sàng chịu thập tự giá, chịu đau thương, chịu đau khổ. Và Sứ đồ Phaolô cũng vậy, ông vì cái niềm vui đem được nhiều người đến với Chúa, giúp họ được lớn lên trong Chúa, mà ông sẵn sàng chịu tù đầy, chịu gian khổ, chịu đòn vọt, chịu đói khát để mà đem họ đến với Chúa. Thì bây giờ những người đi theo Chúa tiếp nhận đạo của Chúa giữa nhiều hoạn nạn với niềm vui của Thánh Linh. Lạ lùng quý vị, chúng ta đến với Chúa, chúng ta tin Chúa, chúng ta có cái niềm vui, nhưng mà chúng ta không phải thoát khỏi những cái hoạn nạn. Chúng ta đi trong cuộc sống này chắc chắn là phải chịu hoạn nạn rồi, tại vì Chúa chúng ta bị người ta bắt bớ, bị người ta đánh đập, thì chúng ta đi theo Chúa, chúng ta cũng sẽ phải trải qua những gian khổ đó. Chúng ta không thể nào trốn tránh thập tự giá được. Và Sứ đồ Phaolô nói rằng hãy bắt chước tôi, nhưng mà không phải bắt chước mình ông mà thôi, nhưng mà bắt chước những người noi theo mẫu mực mà anh em đã thấy trong chúng tôi, là những người bước đi theo Chúa Giê-xu Christ. Những mẫu mực trong chúng ta bao gồm những ai? Có thể là Timothy và Epaphroditus và những người khác nữa. Họ là những cái gương, vì họ không tìm lợi riêng cho chính mình mà thôi, nhưng cũng tìm lợi cho những người khác nữa. Ông Phaolô nói về ông Timothy rằng: không, vì không có ai đồng tâm tình với tôi để thật sự lo lắng cho anh em như Timothy. Nhưng ông Timothy có cái tâm tình yêu thương lo lắng cho anh chị em, đó là cái gương mẫu. Và đây là những người sống cho một điều mà thôi, one thing, một điều mà nhắm tới, đó là trở nên giống Đức Chúa Giê-xu Christ, sống giống Ngài. Và thưa quý ông bà chị em, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa dấy lên trong hội thánh Chúa những người huấn luyện viên thuộc linh, là những người có thể nói một cách khiêm nhường rằng: hãy bắt chước chúng tôi như chúng tôi bắt chước Đấng Christ. Hãy bắt chước chúng tôi như chúng tôi bắt chước Đấng Christ. Những người này làm gương mẫu trong việc yêu mến, thờ phượng, tương giao, kính sợ và phục vụ Chúa. Những người này làm gương mẫu trong sự yêu thương, chăm sóc, tương giao với anh chị em ở trong Chúa, cầu thay cho các anh chị em trong Chúa. Và những người này làm gương trong việc yêu thương, làm bạn với những người lạc mất và rao truyền, làm chứng về phúc âm của Chúa cho họ. Chúng ta cần những cái gương như vậy. Chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa dấy lên trong hội thánh có những người huấn luyện viên thuộc linh. Và xin Chúa cho chúng ta có những người trưởng thành ở trong Chúa. Những người không phải chỉ sống gần với Chúa mà thôi, nhưng mà có thể nói được rằng: hãy bắt chước chúng tôi như chúng tôi bắt chước Đấng Christ. Chúng ta cần những cái gương đó. Xin chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta được có những gương ở trong hội thánh Chúa. Và hiện tại chúng ta thấy có những bác, những người
rất là trung tín trong sự cầu nguyện. Họ là những chiến sĩ cầu nguyện. Một ngày họ không phải chỉ cầu nguyện có đôi ba phút mà thôi, nhưng họ cầu nguyện cả tiếng đồng hồ quý vị, và cầu nguyện cho tất cả mọi người. Và họ dậy sớm để cầu nguyện. Có những người không dậy sớm được thì 3 giờ thức dậy, 3 giờ chiều thức dậy cũng cầu nguyện. Có người thì thức dậy 3 giờ sáng nhưng có người thức dậy 3 giờ chiều cũng cầu nguyện. Và điều quan trọng là cầu nguyện. Và chúng ta là những cái gương để chúng ta cầu nguyện, rồi tương giao với anh chị em. Có những người rất sốt sắng đi ra gặp gỡ những người khác để làm chứng. Đó là cái gương để chúng ta nói theo. Rồi có những người sốt sắng trong sự học hỏi lời của Chúa. Đó là những cái gương để chúng ta nói theo. Nhưng mà trong Kinh Thánh cũng nói đến có những cái gương xấu mà chúng ta cần phải tránh. Trong câu thứ 18: vì tôi đã thường nói điều này với anh em, bây giờ tôi lại khóc mà nói nữa. Có nhiều người đã sống như kẻ thù của thập tự giá Đấng Christ. Đây là những người chống lại thập tự giá của Đấng Christ. Họ là những giáo sư giả ở trong hội thánh. Ở trong trường hợp tại hội thánh Philip thì có thể là những người theo thiên về Do Thái giáo, Judaizer. Và cái cách duy nhất để mà chúng ta bảo vệ khỏi cái sự sai lầm là chúng ta phải biết, nắm lấy và làm theo lẽ thật. Những giáo sư giả là những người khéo ăn, khéo nói, khéo lập luận và có cái tài thu hút. Họ nói hay lắm. Nhưng mà chúng ta phải tin cậy Chúa Giê-xu, sống theo Kinh Thánh và bước đi theo Thánh Linh. Tin cậy Chúa Giê-xu, tin Kinh Thánh, sống theo Kinh Thánh và bước đi theo Thánh Linh thì chúng ta sẽ thoát khỏi những giáo sư giả đó. Và sứ đồ Phao-lô, ông rất là đau buồn về vấn đề có những người tự nhận là cơ đốc nhân nhưng mà không có chịu sống theo lời Chúa. Họ sợ con đường thập tự giá, họ không muốn vác thập tự giá để mà bước đi theo Chúa. Họ chỉ muốn sống cho đời này mà thôi, sống theo tiện nghi, thoải mái. Họ không dám dâng hiến, sợ thiếu hụt. Họ không có dám dâng thi giờ để hầu vì Chúa. Họ chỉ sống cho chính mình, gia đình mình mà thôi. Và sứ đồ Phao-lô, ông khóc. Cái từ mà khóc đây là nói đến khóc lóc một cách thảm thiết, như trong Matthew đoạn 2 câu 18, khi mà vua Herod giết những đứa trẻ thì những bà mẹ đã khóc lóc một cách thảm thiết. Ở trong Mác đoạn 5 câu 38-39 thì dịch là khóc than inh ỏi. Rồi ở trước mộ của Lazarus thì người ta đã khóc, khóc một người chết. Gia-cơ đoạn 4 câu 9 thì nói anh em hãy khóc lóc, than vang khóc lóc. Rồi đoạn 5 câu 1 thì nói là khóc lóc kêu vang. Và Phao-lô không vui gì khi những người khác chống lại việc trở nên giống Chúa trong cái nếp sống. Và làm sao để chúng ta nhận diện những kẻ thù của thập tự giá? Thưa quý vị, có ai ghét hoạn nạn, khó khăn hơn là các thầy thông giáo và các thầy tế lễ Do Thái và những người đi theo họ? Có những ai ưa thích hơn và tìm kiếm sự giàu sang, vui thú và danh vọng hơn là những người đó? Họ làm bộ dâng từng đồng tiền nhưng mà ăn cướp của kẻ đàn bà quá. Họ làm bộ cầu nguyện dài trước mặt những người khác nhưng mà lòng của họ thì lại xa cách Chúa. Họ chống lại thập tự giá của Đấng Christ vì họ ham muốn thế gian này. Và có ba cái đặc tính của những người này. Thứ nhất là họ lấy bụng mình làm Chúa mình. Cái vị thần mà họ tôn thờ chính là cái sự ham muốn về thể xác, những cái thú vui của nhục dục. Cái sự mong muốn làm thỏa mãn cái những sự ham muốn của thể xác đó. Những người đó không có phục vụ Đấng Christ, Chúa chúng ta, nhưng chỉ có những cái ham muốn phàm tục mà thôi. Và cái chữ bụng ở đây cũng có thể chỉ đến những cái luật lệ về ăn uống một cách khắc khe của Do Thái giáo. Nên là họ nghĩ rằng nếu mà họ khắc khe trong vấn đề ăn uống đó, không ăn thịt heo, không ăn gì gì đó, thì là họ sẽ được nên thánh ở trước mặt Chúa, họ sẽ được gần với Chúa. Và họ để rất là nhiều thì giờ để mà phục vụ cho việc ăn uống và theo những nghi lễ hơn là để thì giờ tương giao với Chúa trong sự thương khó và trong quyền năng phục sinh của Ngài. Những người này rất là kỹ trong vấn đề ăn uống quý vị. Họ không có muốn ăn thịt chung với lại
sữa. Cho nên như anh Trần đây cho chúng ta biết, nếu mà phải dọn ăn cho mấy người mà Do Thái đó, là dọn những món gì có sữa lên rồi là phải dẹp xuống hết, dĩa tối dĩa rồi mới chén dĩa tất cả, và món thịt là dọn lên rất là cực. Nên là tại sao họ không muốn đụng một chút xíu nào thịt với lại sữa. Nhiều cái luật lệ như vậy khắt khe lắm quý vị. Và họ nghĩ họ để thì giờ làm những cái điều đó đó thì sẽ được Chúa vui lòng. Và có nhiều người cũng có những cái lầm tưởng như thế. Họ không có chịu sống cho Chúa, nhưng mà họ rất là, gọi là họ rất là religious, đó là cẩn thận để mà giữ theo những cái gì đó, để mà rồi nghĩ rằng nếu mà làm điều đó thì sẽ được Chúa ban phước. Thưa quý vị, Roma đoạn 18, 16 câu 18 nói rằng vì những kẻ đó chẳng phục vụ Đấng Christ Chúa chúng ta, nhưng phục vụ chính cái bụng của họ. Họ dùng lời lẽ đường mật vua nịnh để lừa dối những tấm lòng thật thà. Họ chỉ sống cho chính họ, cho những nhu cầu thuộc thể của họ mà thôi. Những người này không chịu hầu vị Chúa, hoặc là chỉ hầu vị Chúa khi thuận tiện, hoặc hầu vị Chúa khi rảnh rỗi. Ăn, ngủ cái đã, còn chút thì giờ hầu vị Chúa. Đó là quan niệm của những người này. Đối với họ, cái sự an nhàn, thoải mái, tiện nghi đến trước, rồi sau đó mới nghĩ đến việc hầu vị Chúa. Vì thế rất hiếm để mà thấy họ góp phần trong sự hầu vị Chúa. Cái bụng của họ là Chúa của họ. Và họ lấy cái sự xấu hổ làm vinh quang. Những giáo sư giả này hãnh diện về những điều mà đáng ra họ phải hổ thẹn. Họ không giữ vẹn được kinh luật của Chúa, cho nên bây giờ họ hạ thấp kinh luật của Chúa xuống, để rồi họ cho rằng họ đã trở nên trọn vẹn rồi. Chẳng hạn như họ nghĩ rằng trong ngày Sa-bát thì không được đi quá 2 dặm. Như thế thì không được đi xa nhà quá 2 dặm. Bây giờ họ tìm cách để mà đi xa hơn, cho nên họ lấy một ít gạo, họ đem tới 2 dặm, họ để đó, họ nói đó là cái nhà của họ. Rồi cái họ đi xa hơn nữa, họ để thêm 2 dặm cái ít gạo nữa, cho nên họ có thể đi nhiều dặm trong ngày Sa-bát mà họ nghĩ rằng tôi vẫn là người tốt, tôi vẫn giữ đúng kinh luật của Chúa. Đó là cái người này, đáng lẽ họ phải hổ thẹn về cái điều đó, vì họ không có theo lời của Chúa, họ không sống theo lời của Chúa, nhưng mà họ cố gắng để mà tìm cách phá luật của Chúa mà vẫn cho mình là người tốt. Khi tôi nhớ tôi đi qua bên Do Thái thăm thì có 3 cái tôn giáo ở tại đó, có Cơ Đốc giáo, có Do Thái giáo và có đạo Muslim Hồi giáo. Thì mỗi đạo như vậy là nghỉ một ngày khác nhau. Cái ông Do Thái thì nghỉ ngày thứ bảy, cho nên cái shop của ông, nếu mà ông đóng cửa vào ngày thứ bảy đó thì mất khách hết, du khách họ đi ngày thứ bảy họ đi nhiều, cho nên làm sao thì tới tối thứ sáu đó họ bán cho cái ông Muslim đó, cái shop của họ chỉ có 1 đồng thôi, rồi cái người đó sẽ run cái shop cho trong ngày thứ nhật thì bán trở lại cho họ chỉ 1 đồng. Và như vậy là họ đã có cái thỏa thuận với nhau, và cái trong ngày thứ sáu thì họ sẽ mua cái shop của cái ông Muslim với 1 đồng. Và tới ngày thứ bảy thì sẽ bán lại, tại vì ông Muslim thì ông giữ ngày thứ sáu. Cho nên thưa quý vị, họ có giữ đúng tinh thần của Chúa không? Không quý vị, họ tìm cách để phá luật của Chúa, nhưng mà vẫn tự cho mình là người công chính ở trước mặt Chúa. Có những người hãnh diện về cái sự xấu hổ của mình. Ông Tổng thống Clinton hãnh diện về cái việc ông đã phạm tội tà dâm với lại cô Lewinsky. Ông quên đi lời Chúa dạy rằng nhìn một người đàn bà mà động tình tham muốn thì đã phạm tội tà dâm ở trong lòng. Mà ông làm hơn là chỉ là ham muốn ở trong lòng. Nhưng ông đã chối rằng ông phạm tội ngoại tình với cô đó. Ông chối, ông nói không, tôi không có biết người đàn bà đó nữa. I don't know that woman. Nhưng mà khi ở dưới áp lực thì ông nhận rằng mình đã phạm tội. Và sau khi hết làm tổng thống thì ông viết một cái hồi ký. Và trong cái cuộc phỏng vấn về cuốn sách hồi ký của ông đó, và được người ta hỏi về cái vụ cô Lewinsky, thì ông tuyên bố như thế này. Ông nói rằng I wear it as a badge of honor.
Tôi mang lấy cái điều đó như một phù hiệu vinh dự, nhục nhã không quý vị? Nhưng mà ông lại cho rằng đó là cái điều vinh dự cho ông. Lấy xấu hổ làm vinh quang. Và chỉ suy nghĩ đến những việc của thế gian. Những người ở trong Chúa Giê-xu thì chú tâm tới những việc ở trên trời, không phải những việc ở dưới đất. Nhưng những người thuần nghịch thập tự giá thì chỉ chú tâm tới những việc của trần gian. Vì không có theo đuổi đấng Christ và thập tự giá, những ngày này hướng lòng về những việc của trần gian. Ồ, có những người thì rất là thích thập tự giá. Họ thích những thập tự giá đẹp, họ mua những cái thập tự giá để treo trong nhà. Họ mua những thập tự giá bằng vàng, có cẩn kim cương để họ đeo lên hai tay, rồi đeo trên ngực. Họ gọi đó là thánh giá và quý trọng những vật đó lắm. Nhưng mà họ chạy trốn và rủa xả sự đau khổ và hoàn cảnh khó khăn khi Chúa đưa đến những điều đó để tôi luyện họ, để dùng họ trong công việc Chúa. Họ sợ thập tự giá. Nhưng Kinh Thánh thì gọi những cái hoạn nạn khó khăn những người theo Chúa phải chịu là thập tự giá của Đấng Christ. Và Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta hãy vác thập tự giá mà đi theo Ngài. Thập tự giá là cam chịu những khó khăn hoạn nạn để đem phước hạnh của thiên đàng của Chúa Giê-xu đến cho những người khác, đem sự cứu rỗi của Ngài đến cho những người khác. Vì chính mình đã hưởng được phước hạnh từ nơi Chúa, Chúa đã vác thập tự giá chịu khổ đau cho mình để mình được sự cứu rỗi. Bây giờ mình sẵn sàng vác thập tự giá để đem sự cứu rỗi đến cho những người khác. Những người nào sống theo nghi lễ của tôn giáo nhưng trốn tránh sự khổ đau của thập tự giá, trốn tránh sự tương giao trong sự thông công thương khó với Chúa và trở nên giống với Chúa trong sự chết của Ngài, là những người thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Đó là cái gương xấu mà chúng ta cần phải tránh. Chúng ta cần nói theo gương của sứ đồ Phaolô và của những vị thánh đã bước đi theo Chúa. Và chúng ta thấy rằng những người nào mà chống nghịch lại thập tự giá của Đấng Christ thì đích đến của họ, the end của họ là sự hủy diệt. Trong câu thứ 19, kết cục của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình, lấy xấu hổ làm vinh quang và chỉ nghĩ đến những việc thế gian. Cái từ mà hư mất này trong nguyên tác thì nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là cái sự đoán phạt hủy diệt cuối cùng. Và nghĩa khác nữa là cái sự lãng phí hay phung phí. Khi người đàn bà đem cái bình dầu đến và đập cái bình dầu đó ra sức chân cho Chúa, thì các môn đồ nói rằng sao mà phung phí như thế? Tức là lãng phí. Và thưa quý vị, sự cứu rỗi là một cái đời sống bước đi theo Chúa. Và những người đi theo Chúa họ có cái đời sống mới, cho nên họ không có lãng phí, không có bị hư mất đời đời. Nhưng mà có những người thì sợ mất. Mà khi mà sợ mất á, thì cũng không được gì cả. Nếu một cái hạt giống mà không chịu rơi xuống đất và chết đi thì không được lớn lên, không kê đơm ơn kết quả. Nếu mà mình sợ mất thì mình sẽ mất, nhưng mình bằng lòng mất thì mình sẽ lại tìm lại được. Và Chúa Giê-xu nói rằng đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng có thể hủy diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Thưa quý vị, chúng ta đừng sống như những người đeo đuổi trần gian, vì rồi đến cuối cùng họ sẽ nuối tiếc. Họ sẽ than rằng tiếc quá, mình đã lãng phí cuộc đời của mình, tài năng của mình. Họ đã lãng phí thì giờ coi những cái video, chơi những cái games mà không dốc lòng để mà hầu Chúa. Chúng ta cần những người trung tín hầu Chúa. Những người đó là những cái gương mẫu để chúng ta noi theo. Chúng ta bầu những người có cái gương lớn đó để vào trong ban chấp hành, để rồi chúng ta có thể noi theo. Chúng ta không muốn những người ương ương dở dở được bầu vào trong chấp hành mà không có chịu góp phần trong sự hầu vị Chúa. Những người đó thì chúng ta không có bầu. Chúng ta bầu những người nào sốt sắng năng nổ trong công việc Chúa, những người nào sống gần gũi với Chúa, yêu mến Chúa, những người nào đặt Chúa trên hết trên đời sống để trở thành những cái gương sáng trong hội thánh của Chúa.
Còn những người nào chống lại Chúa thì Kinh Thánh nói rằng kết cục của họ là hư mất. Đừng tự lừa dối mình. Nếu quý vị sống theo thế gian này, sống cho trật tự đời này, quý vị sẽ mất tất cả. Hãy sống cho Chúa, quý vị sẽ không những được phước trong đời này mà cả đời sau nữa. Và kết cục của những người yêu mến Chúa, bước đi theo Chúa là vinh quang. Cái đích đến là sự vinh quang. Câu 20 và 21: nhưng chúng ta là công dân trên trời, từ nơi ấy chúng ta trông đợi Chúa và cứu Chúa là Đức Chúa Jesus Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể thấp hèn của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, dùng quyền năng khiến muôn vật quy phục Ngài. Chúng ta là công dân trên trời, ngược lại với là cái sự hủy diệt đời đời. Chúng ta trông mong Chúa Giêsu trở lại để chúng ta được hưởng vinh quang của Ngài. Và quý vị để ý cái câu Kinh Thánh nó rất là lạ, phải không quý vị? Là chúng ta là công dân trên trời và từ nơi ấy, có nghĩa là chúng ta hiện đang ở trên trời với Chúa. Chúng ta đang được ngồi với Chúa Giêsu Christ bên hữu của Đức Chúa Trời. Chúng ta đồng trị với Chúa ở trên các nơi ở trên trời. Mặc dù chúng ta còn ở trên đất này. Tại sao? Vì chúng ta có cái sự kết hiệp với Chúa Giêsu Christ. Chúng ta được kết nối với Chúa bởi đức tin. Cho nên Chúa Giêsu ở đâu thì chúng ta ở đó. Bây giờ chúng ta đang trông mong Chúa sẽ trở lại để không phải chỉ cái tâm linh của chúng ta được kết hợp với Chúa, nhưng mà thân xác của chúng ta sẽ được ở với Chúa. Chúng ta trông mong cái ngày đó, ngày mà cơ thể của chúng ta được biến hóa trở nên vinh quang giống như thân thể của Chúa Giêsu Christ. Sự trở lại của Chúa Giêsu là niềm hy vọng cho chúng ta và là động cơ để mà chúng ta sống một đời sống giống Chúa, là động cơ để chúng ta sẵn sàng chịu gian khổ, chịu đau đớn, đối diện với cái chết để mà rồi đem tin lành, phúc âm, tình thương, ân sủng của Chúa đến cho những người khác. Chúng ta không biết chắc khi nào Chúa Giêsu sẽ trở lại, nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa có thể trở lại bất cứ khi nào, có thể là hôm nay, có thể là ngày mai, và cũng có thể là 1000 năm nữa. Chúng ta không biết, nhưng chúng ta phải sẵn sàng. Và đây là cái niềm hy vọng cho mỗi thế hệ, nhưng là hiện thực cho một thế hệ mà thôi, phải không quý vị? Và Chúa Giêsu là Chúa và cứu Chúa của chúng ta. Chúng ta trông mong được Chúa trở lại, để thân thể của chúng ta được biến hóa. Chúng ta được cái thân thể hèn mạc này được trở nên giống như thân thể vinh quang của Chúa. Ô, chúng ta ngồi đây có những người thì bệnh này, bệnh nọ, có người thì đau đầu gối, có người thì đau tay, có người mắt không thấy, có người thì hô răng, có người thì mắt cận. Nhưng mà tới lúc đó chúng ta sẽ có thân thể vinh quang của Chúa. Cảm ơn Chúa. Và thân thể đó là không còn đối diện với cái chết nữa, mà thân thể đó được sống mãi đời đời. Đối với Chúa Giêsu, đối với Đức Chúa Trời, đối với đạo của Chúa, linh hồn là quan trọng, mà thân thể cũng quan trọng nữa. Qua cái thân thể này, chúng ta có thể làm những việc thiện lành để rồi chúng ta lãnh thưởng. Thân thể này chỉ là cái căn nhà tạm mà thôi, nhưng mà là căn nhà duy nhất chúng ta có trên Chúa. Thân thể này quý trọng vì là đền thờ của Đức Thánh Linh ngự. Chúng ta cần phải chăm sóc và gìn giữ cái căn nhà này. Chúng ta không có uống rượu để làm cho nó chai gan. Chúng ta không có hút thuốc để làm cho nó bị sưng phổi. Mà chúng ta tránh đi rượu, chè, thuốc lá, thức khuya, vân vân. Vì chúng ta muốn gìn giữ cái thân thể. Thân thể là quan trọng. Chúng ta muốn tập thể dục. Chúng ta muốn ăn uống điều độ để cho cái thân thể được tốt. Vì nếu cái thân thể bệnh hoạn, chúng ta có thể hầu về Chúa được không quý vị? Nếu mà chúng ta có một cái bộ óc rất là sáng suốt mà ở trong một cái thân thể mà không làm được gì hết, cũng bằng không. Cho nên cái thân thể chúng ta rất là quan trọng. Chúa muốn chúng ta giữ gìn cái thân thể đó. Nhưng một ngày kia, cái nhà tạm này sẽ Chúa được Chúa thay thế cho bằng một cái nhà mới. Cái thân thể thấp hèn của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Chúa cơ thể. Chúa Giêsu đấng phục sinh sẽ là Chúa tể của muôn loài. Chúng ta đã được Chúa cứu. Chúng ta đang được Chúa cứu và chúng ta sẽ được Chúa cứu. Có người hỏi ông R.W. Walker, ông có được cứu chưa? Thì vị mục sư đã trả lời rằng tôi đã được cứu, tôi đang được cứu và tôi hy vọng sẽ được cứu. Người kia hỏi,
Như vậy ông có ý muốn nói gì? Ông giải thích: khi tôi tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của tôi, tội lỗi của tôi đã được tha, tôi được cứu. Nhưng từ khi trở thành một tín đồ Chúa cứu thế Giêsu, nhiều lần tôi đã làm điều sai trái, phạm tội với Chúa. Và tôi nắm lấy lời hứa của Chúa trong Giăng Nhất đoạn 1 câu 9: và Ngài rửa sạch tôi khỏi mọi tội trong hiện tại. Và rồi sự cứu rỗi của tôi chưa trọn vẹn cho đến ngày tôi nghe Chúa của tôi tuyên phán cùng tôi: hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín, được lắm, hãy vào hưởng sự vui mừng của Chúa Người. Đó là sự cứu rỗi. Và để kết thúc bài chia sẻ sáng hôm nay, tôi xin thuật lại cho quý vị một cái gương rất là lớn, gương của ông Khmu Christian Bonchen Katawang. Tôi sẽ gọi ông là ông Bonchen. Ông Bonchen này bị tù 12 năm 8 tháng tại Đông Nam Á vì cái đức tin của ông. Năm 1969, khi ông còn là một quân nhân, một người lính, thì ông đã trở thành một người phụ tá cho một viên chức quan trọng. Và đến năm 1975 thì ông được gửi đến một cái thành phố tên là Tha Nong để mà học về chính trị. Và đó là lần đầu tiên mà ông gặp các cơ đốc nhân, nhưng mà ông không để ý gì đến họ. Sau này khi mà ông trở thành phó tỉnh trưởng thì ông đi vào thăm các làng tín đồ, làng có tín đồ của Đấng Christ, và ông được thu hút bởi cái niềm tin của họ, bởi sự thờ phượng Chúa của họ. Nhưng mà họ thì sợ ông vì cái chức vụ lớn của ông ở trong chính quyền. Và một lần nọ, khi ông ở trong một cái gia đình kia, thì ông được nghe đài phát thanh Tin Lành, và ông tìm hiểu về đó, nhưng mà không ai dám nói chi tiết cho ông cả, tại vì họ sợ. Và tới năm 1997, vì là một nhân viên của chính quyền cho nên ông được phép vào ra vào Thái Lan để mà lo công việc. Và tại đó thì ông đi lùng kiếm cho được cái người mà ông đã nghe trong cái đài phát thanh năm 1975 đó. Và các tín đồ ở tại Thái Lan thì cũng sợ ông, tại vì biết ông là nhân viên cao cấp ở trong chính quyền. Cho nên và họ sợ ông, và ông cũng sợ họ nữa. Ông sợ họ sẽ báo cáo về ông cho chính quyền ở tại Lào. Và nhưng mà cái người mà ông đi kiếm đó thì bằng lòng gặp ông. Và khi đến ở tại một nơi vắng vẻ, và người đó đã chia sẻ về Chúa cho ông, và ông đã cầu nguyện tin nhận Chúa. Cái người này sau khi được làm phép báp têm trở về và bắt đầu nói về Chúa cho những người ở trong chỗ mình ở, nơi mình cư ngụ. Và chính phủ nhiều lần cảnh cáo ông rằng ông phải ngưng giảng đạo, nhưng mà ông không chịu ngưng. Cuối cùng ông bị sa thải khỏi công việc. Đến năm 1999, ông nói về Chúa và có nhiều người thích thú đến để mà được nghe về Chúa. Và cuối cùng cả làng kéo đến để mà nghe về Chúa và muốn trở thành tín đồ của Chúa Giêsu. Nhưng mà ông ngợp, ông không biết phải làm sao để mà hướng dẫn họ. Cho nên ông mới đến tìm một vị lãnh đạo trong hội thánh, và tới nói rằng: bây giờ có những người này họ muốn tin Chúa mà tôi cũng không biết làm sao mà giúp đỡ họ. Bây giờ nhìn, xin ông tới để mà giúp tôi. Thì cái người đó sợ quá, nói rằng: tôi không dám tới, mà ông cũng không nên làm cái việc đó nữa, tại vì ông làm cái đó thì chắc chắn ông sẽ vô tù mà thôi. Thì ông này nói rằng: tôi không sợ, vì tôi là ở trong chính quyền, tôi biết cái điều này, cái tội này là chỉ có 2 năm rưỡi trong tù mà thôi, chứ không nhiều hơn đâu. Ông nói như vậy. Cho nên ông về và ông hướng dẫn những người đó đi theo Chúa. Và dĩ nhiên ông bị bắt, và không phải là 2 năm rưỡi mà bị treo án là 15 năm tù. Và ông ở trong tù được vào ngày 8 tháng 6 thì ông bị bắt và bị vào tù. Khi ở trong tù đó thì ông bị ở trong biệt giam
tay chân ở trong cùm, mà ngay cả cái tay nó cùm rồi họ còn cùm cái ngón tay cái của ông nữa để mà không có mở được. Rồi cái hai cái chân của ông phải dạng ra như thế này rồi để ở trong cái củi để rồi họ sợ ông sẽ trốn thoát, và họ bỏ đói ông. Và mấy hôm sau là có một tên lính thương ông mới đem tới cho ông một chút thức ăn mà mỗi buổi tối 9 giờ tối, và nhờ đó mà ông sống suốt 9 ngày như thế ở trong cái củi như vậy, không cho ăn không uống gì hết. Mà lạ thay, ông không uống nước mà ông vẫn sống được, ông vẫn sống. Rồi sau ở trong tù, trong khám tối ngục tối như vậy 1.5 năm thì họ cho ông ra cái khám ở ngoài. Và khi cha ra rồi ông yếu như vậy, nhưng mà họ bắt ông phải đi làm việc ngay, và họ bắt ông phải đi gánh củi, thiêng củi. Và khi mà ông yếu quá không có gánh củi nổi thì họ chĩa súng vô trong lưng của ông và biểu ông hãy kêu cầu Chúa của ông để mà thêm sức cho ông để mà làm việc. Họ cười nhạo ông và ông không dám nói gì, ông cứ cố gắng để mà làm việc mà thôi. Và ông làm việc như thế thì sau một thời gian tự nhiên ông được cái sự tin tưởng của họ. Và bây giờ họ mới sai ông đi phát rẫy cút đất cho những vị công an cai tù. Rồi ông đi làm những công việc đó cho họ. Xong rồi họ lại sai ông đi làm cho những người dân khác, nhưng mà ông không được lãnh tiền. Ông làm nhưng mà những công an thì lãnh tiền. Và bây giờ họ tin tưởng ông được tự do đi tới đi lui. Một lần nọ thì họ giao cho ông làm cái công đất đó 3 ngày. Và ông ráng ông làm nhanh thật nhanh trong 2 ngày thôi. Để tới ngày thứ 3 đó thì ông trốn. Ông trốn về nhà để mà ông lấy được 5 cuốn kinh thánh. Ông đem vô trong tù, ông không có dám chạy đâu, thì ở Lào không có trốn đi đâu được hết. Cho nên ông trốn về nhà để mà lấy được 5 cuốn kinh thánh đem vô ở trong 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 tù, ông giấu nó đi. Rồi ông mỗi ngày đi củi như vậy thì ông để trong cái giỏ của ông 1 cuốn kinh thánh. Một hôm thì ông đang đi, cái người công an kêu đứng lại, đem giỏ lại xét. Thì tìm ra đó trong có đó cuốn kinh thánh của ông. Họ mới bắt ông vào trong văn phòng, và trong công an mới nói bây giờ anh phải đọc cuốn sách đó cho tôi nghe. Và bắt đầu ông đọc cuốn sách và họ say mê để mà nghe. Thì đột nhiên ông đại tá coi như là cao, cấp cao trên đó bước vào. Mấy anh đang làm gì đó? Và đang nghe ông này đọc cuốn sách này. Cuốn sách đó là cuốn sách nguy hiểm, phải giục nó đi, không được đọc nó. Mà ông bây giờ ông bắt đầu lên tiếng nói, ông nói là thưa ông, cuốn sách này là cuốn sách rất là hay, rất là tốt, xin ông xem. Rồi ông mới biết được nó là như thế nào. Rồi 2 ngày sau thì ông bị gọi lên văn phòng của vị đại tá. Ông không biết chuyện gì, nhưng mà khi vào đó thì vị đại tá mới nói rằng ông hãy đọc cho tôi nghe trong cuốn sách đó đi. Thì bây giờ ông đọc, nhưng mà ông đọc hồi mệt quá rồi. Ông nói là cuốn sách ông, và khi ông đọc đó thì mấy người lính khác họ cũng vô, và bắt đầu họ cũng nghe, họ thấy ông đại tá thích thú nghe thì họ cũng nghe. Rồi ông này một hồi ông đọc một hồi, rồi ông nói bây giờ cuốn sách này nó dài quá tôi không đọc hết, thôi để tôi tóm tắt cái ý nghĩa cuốn sách này nói về gì cho quý vị nghe. Và bắt đầu ông giảng Tin Lành cho họ, ông truyền rao truyền phúc âm cho những người đó. Rồi khi họ nghe xong họ nói ồ, đó là cuốn sách rất tốt. Tự nhiên họ thay đổi thái độ với ông và đối xử với ông rất là tử tế. Nhưng mà 1 tuần sau thì nguyên cả nhóm công an đó bị thuyên chuyển đi nơi khác hết. Và một tòa đoán công an khác được đưa đến thế chỗ của họ. Và năm nay vào ngày 2 tháng 2 thì ông đã được thả ra khỏi tù sớm 2 năm. Và khi được thả ra thì người ta đã phỏng vấn ông và hỏi ông, ông có thấy căm giận hay cay đắng về việc ông bị bỏ tù không? Ông có căm giận vì phải ở trong đó không? Ông trả lời, tôi không thấy làm tiếc vì tôi phải ở tù, nhưng ngược lại, tôi dâng sự cảm tạ lên Chúa. Ngay cả khi ở trong tù, tôi biết rằng Đức Chúa Trời ở cùng tôi, và tôi biết điều Ngài làm cho tôi trên thập tự giá, và điều đó là lớn hơn những gì mà tôi phải chịu ở trong ngục tù. Và rồi ông có một lời khuyên cho các tín đồ Chúa Giêsu ở tại Mỹ, tại Hoa Kỳ như sau. Ông nói, tôi đã ở trong tù, tôi biết cuộc sống khó nhọc là như thế nào, nhưng tôi muốn khích lệ các tín hữu tại Hoa Kỳ
hãy đứng vững trong đức tin. Tôi biết nhiều người ở Mỹ chưa tiếp nhận Chúa Giêsu Christ, nhưng quý vị có sự tự do để mà rao truyền Chúa Giêsu và chia sẻ phúc âm. Hãy đi ra làm chứng trong danh của Chúa Giêsu, vì quý vị có thể làm điều đó. Quý vị có quyền đọc Kinh Thánh, có quyền cầu nguyện và đi nhà thờ. Xin hãy làm những điều đó. Đó là gương để chúng ta noi theo, phải quý vị? Một người ở trong tù, sẵn sàng ở trong tù, sẵn sàng chịu chết vì danh của Chúa, và không có không nuối tiếc gì cả. Chúng ta hãy noi theo gương của những người để noi theo gương của Chúa để bước đi, vì vinh quang của thiên đàng đang chờ đợi chúng ta. Xin ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha nhân ái của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài thật là quý báu ngọt ngào cho chúng con. Ôi Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con có những gương sáng để chúng con noi theo. Xin Chúa biến mỗi chúng con trở nên những gương sáng để chúng con có thể dắt đưa được nhiều người khác trở thành tín đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, những người bước đi theo Chúa Giê-xu trên con đường thập tự giá đến thiên đàng vinh quang. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.